xin chào quý vị và các bạn sự thật thì vẫn mãi là sự thật cuối cùng vân anh cũng nhận ra việt lâm vẫn một lòng trung thủy với uyên thi anh chẳng liên quan gì tới vụ ám sát cô và hung thủ chính là cô em gái trà xanh khánh linh vì muốn có được việt lâm vì muốn trừ khử tình địch nên cô nàng năm lần bảy lượt ra tay tàn độc như vậy vân anh khốn khéo thành công lột được tấm mặt nạ của cô nàng tâm cơ trái tim của cô và Việt Lâm vẫn rung động như ngày mới yêu. Và đương nhiên, cả hai sẽ cùng nhau tiếp tục mối lương duyên còn trang dở. Điều đáng nói là, khi sự thật phơi bày, biết rõ con người của Khánh Linh, biết rõ những trò đê hèn, bẩn thỉu mà cô nàng gây ra. Giờ bà Ngọc hối hận muộn màng, bà nhận ra mình đã quá ấu trĩ, hồ đồ để cho Khánh Linh dắt mũi. Bà Ngọc hối hận, cầu xin Vân Anh tha thứ. Giờ đây, Vân Anh và Việt Lâm được tất cả mọi người chúc phúc. Khi không còn ai chia rẽ phá đám, cả hai cùng nhau vun vén tổ ấm nhỏ và niềm hạnh phúc được nhân lên khi Vân Anh có thai. Đó là kết tinh tình yêu của cả hai, là sợi dây giúp gắn kết hơn tình cảm của các thành viên trong gia đình. Là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay. Khánh Linh ngoài mặt tỏ ra là cô gái lương thiện đã chấp nhận buông tay Việt Lâm, chấp nhận mở lòng đi tìm tình yêu mới. Nhưng cô nàng đúng là kẻ khẩu Phật tâm xa Cô nàng cay cú Anh Lâm Khó khăn lắm Em mới loại bỏ được chị Thi Em thà chứng kiến anh cả đời sống trong cô độc Không thuộc về ai Tại sao anh lại chọn Vân Anh Cô ta có gì hơn em Em không cam tâm Em nhất định sẽ khiến Vân Anh bay màu khỏi thế giới này Khánh Linh không tiếc tay vung tiền Thuê Hùng Điên ra tay sát hại Vân Anh Còn Vân Anh Với vai diễn là vợ của Việt Lâm Cô đã vào trong hang cọp Cô tìm hiểu thì biết được Việt Lâm không hề liên quan tới cái chết của Uyên Thi Khi cô gặp nạn Anh đang ở nước ngoài gặp đối tác Chính Khánh Linh đã giả mạo tin nhắn của anh Dụ cô tới cánh đồng hoa bất tử Đúng là Anh có sử dụng toàn bộ gia sản thừa kế đứng tên cô Nhưng khi đó Đại dương đứng bên bờ vực phá sản Sau khi tập đoàn hoạt động bình thường trở lại Việt Lâm đã thành lập quỹ từ thiện Mang tên hoa bất tử Để nhớ tối người vợ quá cố để thực hiện những tâm nguyện còn dang dở của uyên thi toàn bộ lợi nhuận có được từ gia sản của uyên thi đều được đóng góp vào quỹ từ thiện chứ anh không nhận dù chỉ một đồng còn chuyện về mối tình đầu kim phượng hóa ra việt lâm chẳng có tình cảm gì với cô ta tất cả đều là vở kịch do khánh linh và kim phượng bắt tay hợp tác với nhau nhiều lần thoát khỏi nành vuốt của khánh linh cô đã có được rất nhiều bằng chứng quan trọng đã tới lúc cô kết thúc tấn bi kịch này đã tới lúc Cô giành lấy tất cả những thứ thuộc về mình, đưa mọi việc về với trật tự vốn có. Nhưng Khánh Linh cũng sớm nhận ra Vân Anh chính là Uyên Thi. Lần này, đích thân Khánh Linh sẽ ra tay giết chết tình địch. Cô nàng đã thủ sẵn một khẩu súng. Cô sẽ tự tay bóc cò, tiện Vân Anh sang thế giới bên kia. Sau đó giàn cảnh vứt xác cô xuống vực sâu, làm mồi cho thú dữ để ma không biết, quỷ không hay. Khánh Linh nghiến răng. Vân Anh à? À không, phải gọi cô là Uyên Thi mới phải Tại sao cô lại cướp anh Lâm của tôi Vân Anh đáp trả đanh thép Cô đúng là ngoan cố Anh Lâm chưa bao giờ thuộc về cô Anh Lâm chưa bao giờ yêu cô Khánh Linh hét lên Cô im đi Chính vì cô Vì những thủ đoạn của cô Mới khiến anh ấy thay lòng đổi dạ với tôi Cô có biết Chúng tôi đã đính ước từ nhỏ Chúng tôi đã lớn lên bên nhau Vân Anh phản bác nếu anh Lâm yêu cô, liệu anh ấy có phải tự lập, một thân một mình ở nước ngoài hơn 10 năm? Nếu anh ấy yêu cô, thì anh ấy có đón nhận tôi hay không? Cô cũng thấy rõ tình yêu anh ấy dành cho tôi. Dù tôi có sống trong hình hài nào, thì anh ấy vẫn mãi yêu tôi. Cô thất bại rồi, bị nói trúng tim đen. Khánh Linh sôi máu, chĩa súng về phía Vân Anh. Lần này, cô sẽ không may mắn nữa đâu. Cô ấy đi đoàn tụ của mẹ cô đi. Rồi Khánh Linh phá lên cười chua chát Chính tôi là người sát hại cô Sát hại mẹ cô đấy Tôi hận không thể băm vằm các người ra làm trăm mảnh Tôi hận các người Khi Khánh Linh định bóc cò Thì Việt Lâm hớt hải chạy tới Anh cũng biết rõ toàn bộ sự thật Anh cố gắng thuyết phục Linh à, bỏ xuống xuống đi Khánh Linh gào lên Anh Lâm, em hết đường lui rồi Tại anh khiến em ra nông nỗi này Anh biết rõ Em yêu anh nhiều như thế nào mà Tại sao anh lại nhẫn tâm phụ tấm chân tình của em Việt Lâm hạ giọng Anh luôn yêu thương em Nhưng đó là tình cảm của anh trai dành cho em gái Khánh Linh chen ngang Em không cần thứ tình cảm đó Em muốn làm vợ của anh Rồi cô nàng hít một hơi thật sâu Nhắm thẳng về phía Vân Anh Việt Lâm vội vã lấy thân mình Đỡ cho cô Rồi anh cứ thế ngã quỵ trong vòng tay của Vân Anh Cô hốt hoảng anh Lâm ơi, tại sao anh lại làm như vậy? Chỉ còn chút sức lực cuối cùng, Việt Lâm không mang tới an nguy của bản thân. Anh lau nước mắt, trần an cô. Cả đời này, anh nợ em. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Nếu có kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em. Anh sẽ che chở, bảo vệ cho em. Đứng giữa ranh giới sinh tử, Vân Anh mới nhận ra cô đã chọn đúng người đàn ông của đời mình. Việt Lâm nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, còn Khánh Linh cũng bị tra tay vào còng. Cô nàng sẽ đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Và rồi, ở hiền thì gặp lành, Việt Lâm đã lách qua khay cửa hẹp, trở về từ cõi chết. Khi mọi việc sáng tỏ, tất cả các thành viên trong trần gia cảm thấy có lỗi với Vân Anh vô cùng. Khi không còn cô em gái trả xanh Khánh Linh phá đám, ai nấy đều yêu thương, chúc phúc cho Việt Lâm và Vân Anh và rồi vào kỷ niệm ngày cưới của hai người việt lâm và vân anh tới cánh đồng hoa bất tử cùng nhau ôn lại những kỷ niệm mà cả hai đã trải qua việt lâm vẫn luôn dành cho vân anh ánh mắt của kẻ si tình anh nghẹn ngào thật may mắn vì hôm nay chúng ta có mặt tại đây anh phải tu mấy kiếp mới gặp được em cô bẽn lẽn nép vào lòng anh em từng không còn niềm tin vào tình yêu không còn tin vào lòng người nhưng giờ thì em đã tin, trên đời này vẫn còn tình yêu bất tử, vẫn còn những người yêu nhau thật lòng. Chỉ mong rằng chúng ta vẫn mãi nắm tay nhau như thế này, tới răng long đầu bạc. Anh nhìn cô âu yếm, không chỉ đời này mà đời sau, những đời sau nữa, anh và em cũng sẽ nắm tay nhau. Rồi Vân Anh cảm thấy khó chịu, lầm lo lắng. Em không sao chứ? Để anh đưa em đi bệnh viện. Vân Anh mỉm cười trước điệu bộ lo lắng của anh. Chẳng còn là chẳng giám đốc hét ra mưa ra gió, mà là một ông chồng si mê vợ vô điều kiện. Cô khẽ cười, rồi tiến tới, nép vào lòng anh. Em có món quà dành cho anh. Cô rút trong túi ra một chiếc que thử thai, hiện rõ hai vạch. Việt lầm mắt sáng rực. Chúng ta sắp được làm ba mẹ rồi sao? Cô khẽ gật đầu, anh chẳng kiềm chế được cảm xúc nữa, ôm chầm lấy cô nói những lời yêu thương với cô đây có lẽ là cái kết viên mãn nhất ngọt ngào nhất dành cho cặp trai tài gái sắc việt lâm và vân anh hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận nhé kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ